Chào cả nhà buổi sáng tại Đắk Lắk. Thì hôm nay á, là Quật quay cái video này đó là Quật muốn chia sẻ với cả nhà là tại vì trong vườn mình á, là Quật thấy là có một cây hoa đu đủ đực. Thì thật sự là Quật cũng chưa biết, mình chưa có phân biệt được hoa đu đủ đực và cái. Quật muốn chia sẻ là mình sẽ hái cái hoa đu đủ đực này nè cả nhà, mình sẽ ngâm mật ong. Quật ngâm cái này á, cả nhà coi nó bò nè. Quật ngâm cái này á, Quật để cho anh Nguyệt với lại chị bà con nữa cả nhà, bị bệnh về chị á, thì bị u nang u xơ á cả nhà, lại anh Nguyệt thì bị trực tràng. Cho nên là Nguyệt thấy cái bài thuốc này nó hay nè. Thay vì mình uống thuốc tây á cả nhà, mình uống thuốc tây á, mình cái nào là nó cũng có tác dụng phụ là Còn cái dự này nó trị thuộc được cái về tự này. nhiên. Cho nên là Nguyệt thấy trong vườn Nguyệt có, thì hôm nay là sẵn như vậy á, Nguyệt hái, Nguyệt sẽ chia sẻ với cả nhà mình cách Nguyệt ngâm với mật ong. Mình sẽ hỏi đi cách phân biệt đu đủ đực của cái, để chia sẻ cho cả nhà coi. Bây giờ là mình đi hái cái cây đu đủ đực trong vườn của mình ha. Còn cái cây này á, là Nguyệt cũng mới hái nhưng mà của vườn khác của bà con Nguyệt xin được. Bây giờ mình đi hái ở trong vườn của mình. Cái cây của Nguyệt thì nó mới còn nhỏ thôi à. Mấy cây mà đợt mà Nguyệt gieo một dục hộp với cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái cây đu đủ đực của Nguyệt nè. Cái cây này là tự tay Nguyệt trồng á cả nhà. Còn Nguyệt không biết nó là đu đủ đực hay cái. Rồi kỳ Nguyệt gieo hạt á, xong rồi Nguyệt tách ra. Ủa anh, làm sao phân biệt được đu đủ đực, đu đủ cái? Đu đủ đực thì nó dài ra một đủ cái thì cái bông nó nằm trong đó. À, đu đủ đực nó có cái thân chĩa ra đúng không? À, một cái bông ra trong tay luôn. Thì đu đủ đực là nó có cái mình này, còn đu đủ cái là nó dính vô đây. À, rồi một biết rồi cả nhà, đu đủ đực là nó có cái thân gai gì nè, còn khi mà đu đủ cái thì nó có cái bông dính vô hẳn vô đây luôn, nó không có chĩa ra giống như vậy đó. Thì bây giờ đúng là mới phát hiện được, giờ mình bẻ. Trời, im coi. Bây giờ đó, mình thấy là bây giờ có nhiều chỗ cả nhà, có nhiều khu quá, người ta chỉ bán cây giống đu đủ đực thôi. Cả nhà cần á, cả nhà có thể lên mạng cả nhà sợt ha, là người ta chỉ bán cây giống đu đủ đực, và có một số vườn là người ta chỉ trồng cây đu đủ đực này. Tại vì cả nhà cũng biết cái công dụng nó rất là hay, cái bài thuốc dân gian này thiệt á, Việt Nam mình nó cũng hay lắm cả nhà. Ở bài thuốc dân gian á thì có nhiều cái mà trị nó còn hơn thuốc tây nữa đó. Đây đó cả nhà, mà mình ấy á, thì người có cái này người thấy nó cũng ít, tại người ngâm tới mấy hũ lận thì người sẽ sử dụng luôn cái thân này. Còn mà nhà là bạn nào có điều kiện á, là trong vườn có nhiều á, thì mình cũng cây ngắt cắt cái bông này thôi, không cần cái này. Đây đây là cái hoa đu đủ đực là mình đã hái này cả nhà. Thì Nguyệt đã rửa nó, thật là sạch. Xong rồi Nguyệt phơi một chưa một chút xíu nắng để cho nó ráo nước đó cả nhà. Cả nhà nhìn nè, nó khô. Mình phơi cho nó ráo nước, với lại là mình cho nó mềm lại, yếu lại một chút nè nè, để mình ngâm cái mật ong á là nó mau thấm vô, nó mau ấy đó. Thì nhà nhà bạn nào á, dù có bông đu đủ đực á, thì mình chỉ cần cái bông thôi, còn người á thì người có ít.
Một nhâm thì cũng cắt luôn cái phần cứng này vô. Đó, còn bên đây là mấy cái hũ nè. Người đã rửa xà bông và xong rồi người đã trụng nước sôi cho nó sạch. Đó là bây giờ là mình sẽ ngâm cho cả nhà coi đơn giản thôi cả nhà ơi. Mình đã qua cái hũ này vô. Đó, bây giờ mình lấy cho mình bỏ vô hũ nha. Cái này á, thì người được biết là phụ nữ mà mang thai với lại đang cho con bú mình không sử dụng được hoa đu đủ đực từ khô tới tươi, và trẻ em mà dưới 3 tuổi á, là mình cũng không sử dụng luôn. Và với lại các bạn nào mà bị dị ứng cả nhà, dị ứng phấn hoa rồi nãy kia thì chắc chắn là cũng không thể là mà xài được cái này rồi, tại cái này nó là hoa. Đó, cái nhà cái nè, một cắt ra cái một cắt cái thân nó ra luôn vậy nè. Đó, mình ngâm hết vô. Người nuôi ba hũ nè. Đó, mình ngâm như vậy cả nhà. Thì người không phải là người chỉ gì cả nha, cái này là người chỉ chia sẻ thôi, để cho cả nhà biết ví dụ có cái bài thuốc này để mình uống mình ngăn ngừa. Còn mà cả nhà muốn uống để trị bệnh đồ nãy kia thì cả nhà nên là mình tra trên mạng đó, mình thấy công dụng của nó như thế nào là mình ấy. Chứ nó không, các bạn nói là mình nghĩ khi mình chỉ mình biết gì đâu, mình chỉ là mình thấy nó tốt mình chia sẻ thôi. Đây hết rồi, đây cái nhà mình làm vừa đủ là ba cái hũ này. Nó thì nó là vậy thôi nè. Thì mình ngâm thì cả nhà sẽ hỏi những người kia vậy là ngâm khi nào uống. Thì là bây giờ mình ngâm vô cả nhà không, mình chế mật ong vô. Khi nào mình thấy cái bông đu đủ này nè nó nổi lên, đó là nó gần chín rồi đó, nó nổi lên là mình uống được. Đó, nếu mà mình cần gấp á, thì mình điều trị hỗ trợ có bệnh á, thì mình uống, còn không á, thì bây giờ mình sẽ đổ mật ong vô đây cả nhà. Cái này mật ong này á, là mật ong Đắk Lắk, mật ong nuôi bằng hoa cà phê. Cái mật ong này á, thì nhà mình bán mật ong nuôi hay cả nhà. Còn bạn nào ví dụ mình có điều kiện á, thì mình sẽ mua mật ong rừng. Đó, mình cứ chế vậy đó. Thì được mua cái hũ này á, là cái hũ khoảng 1 lít. Nó sẽ có nhiều cách ngâm lắm, nhưng mà Nguyệt á, với Nguyệt đó rửa cái bông đu đủ này á cho nó sạch. Nguyệt rửa cái bông đu đủ này cho nó sạch xong rồi Nguyệt phơi để mà cho nó ráo cái nước đó đi. Nhà cả nhà thấy không, khi mà mình phơi một nắng á, không phải một mà phơi nửa buổi thôi cả nhà, mình nó sạch, nó ra nó sạch nước rồi đó, nó ráo không, thì cái bông cái đu đủ này nó sẽ yểu lên chút xíu, nó sẽ mềm một xíu. Thì mình khi mà mình chế một ong vô là nó sẽ mau thấm hơn là cái bông đu đủ mà nó còn tươi đó, còn tươi rói. Mình phơi cho nó yểu lại một chút đó, thì cái bông đu đủ đực này ngâm mật ong ở cái nhà hỗ trợ ho nè. Thì mình thấy cái tác dụng lớn của nó là hỗ trợ điều trị ung thư. Đó, cái này cái nhà khi mà mình chế xong vậy mình sẽ lấy que miếng tre hay cái cây tre mà mình để mình hay xiên thịt mình nướng á, mình gài nó lại, mình cho cái bông nó nằm ở dưới cái lớp mật ong nè. Thì hôm nay là Nguyệt chưa có mua, không có mua cái que đó, mình không có gài vô được. Nhưng mà Nguyệt khuyên cả nhà ha, khi mà mình ngâm là mình không ngâm hũ nhựa, và khi mà mình lấy cái đồ mình nén mình cũng không dùng cái miếng nhựa như là mấy bạn mà mình hay nén gì đó cải chua rồi đó, mình không sử dụng cái đó, mình sử dụng bình thủy tinh nè, hũ thủy tinh với lại cái đồ nén bằng tre thôi, không sử dụng nhựa.
nó cả nhà mình cứ gót đầy nó cả nhà thấy không, khi mà mình gót vô là cái bông đu đủ này nè nó ấy nè, một thời gian sau nó sẽ thấm ra à, nó sẽ tiết cái chất cái ấy trong hoa đu đủ ra nè đó, rồi xong rồi cái nó thấm với mật ong này nè nó sẽ tiết ra, và cái đu đủ chín nó sẽ chín là nó sẽ xây được á, là cái nó sẽ nổi lên đây, ở dưới đây là lớp mật ong. Và khi mà mình sử dụng á cả nhà thì một muỗng này nè đó, mình múc một muỗng muỗng canh gì đó, xong rồi mình bỏ vô một cái ly nước ấm, mình quậy ra mình uống. Nhưng mà mình sẽ múc luôn cái bông này nè cả nhà, mình uống nước á, nhưng mà mình ăn luôn cái bông này nó rất là tốt, có hỗ trợ mà trị tiểu đường không, sỏi thận, về tiêu hóa, về ho rất là tốt, hỗ trợ điều trị ung thư, thì nó rất là nhiều công dụng. Thì cả nhà mình là lên mạng search ra và xong rồi mình lấy thôi. Nói chung là cái này nó có kháng sinh nha cả nhà, nó cho trị viêm nhiễm cho mình nữa, rồi thấy nó rất là tốt. Thì bây giờ là một nghĩ là nhà nào mình cũng ngâm lên gì nè, để ngâm để mình uống. Thì hả, nãy giờ cả nhà cũng thấy đó, là một đu đủ thì một hái được như đó, xong rồi cái một cái chia làm ba hũ này mỗi hũ một lít nè, rồi xong rồi một, sử dụng 2 lít mật ong à, đây. Đó, mật ong này là mình mua là mật ong nuôi nha cả nhà, không phải. Bây giờ hả, ở đây là chính gốc của Đắk Lắk cả nhà, cho nên mật ong cà phê mình nuôi và mình bảo đảm thì sẽ không có pha cái gì cả. Nên mình lấy đầu mình nhấn xuống rồi cái mình lấy ấy mình gài lại. Cái người mình phải gài lại để cho cái đu đủ này nó nằm ở dưới đây nè cả nhà. Cả nhà thấy mật ong không? Đó. Mình ngâm vậy đó cả nhà, khi mà ví dụ mà mình gấp uống thì mình cứ thấy cái bông đu đủ mà nó chín nó nổi lên á là mình uống được. Và nhà của Nguyệt á là luôn luôn là mình có mật ong, là mình uống ngày nào cũng vậy nha cả nhà. Mình uống mấy năm nay rồi thì mình sáng mình dậy mình cứ gắp nửa trái chanh ha, rồi một mình chế một cái ly một muỗng á, mật ong vô, rồi sau mình pha nước ấm đó mình uống, nó rất là tốt sức khỏe, có sức đề kháng nè cả nhà. Thì những cái bạn nào mà uống bị đau bao tử thì sẽ không uống buổi sáng với Nguyệt dậy được đâu. Còn Nguyệt là Nguyệt ngủ dậy thì Nguyệt uống liền vậy đó, không có ăn sáng, uống xong rồi chút xíu luôn mới ăn sáng. Bao tử của Nguyệt rất là khỏe, tối ví dụ mình có ăn ốc hay gì đó là cũng không sao cả. Nguyệt đã hoàn thành ba cái hũ này. Cả nhà nhớ ví dụ mình kỹ chút xíu thì mình hũ mình mua về mình rửa xà bông xong mình chuẩn nước sôi. Cái mật ong này là của nhà Nguyệt bán nha, mật ong Đắk Lắk. Thì hiện tại là Nguyệt đang ở Đắk Lắk. Cả nhà có mua thì inbox gửi mật ong này ra ngoài bán, là tại vì Nguyệt thấy nó tốt, ai cũng cần hết trơn. Mật ong đã ở đây thì nuôi cái hoa cà phê á, thì nó đẹp hơn, cái ra cái màu đẹp hơn là cái hoa của cây bơ. Mình uống hơn, nói chung là ai mà quen biết mình cũng biết là mình uống cái này rất là lâu rồi, mình cứ đang uống hàng ngày. Đây mật ong Đắk Lắk, chuẩn Đắk Lắk mật ong nuôi. Mà bạn nào mà muốn uống sử dụng mật ong rừng á thì liên hệ với Nguyệt, tại vì Nguyệt không có sẵn mật ong rừng.